bây giờ nè, nói chung là ở cái chợ này rồi thì ngõ đó, nên là người dân ở đây nói là chỉ ra chợ phường 2 thì ở đó chợ lớn hơn, có đồ ăn trái cây rồi rất là nhiều, nên là mình tiến ra chợ phường 2 ngay tại okay. Chợ Bích Tranh chỉ có 12 người thôi. Thật ra là nhiều hơn á mọi người, nhiều hơn, nhưng mà tại vì mọi người không có nhớ tên thôi. Mà đa phần là vậy luôn á, ai cũng coi phim nhớ mặt chống nhớ tên. Ai cũng coi phim nhớ mặt chống nhớ tên. Bữa sau em coi phim đó, xin giới thiệu tên là Hồ Bích Tranh. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu tiến tới chợ phường 2. Ở đây á, là nó gọi là trung tâm thương mại Bến Tre, nhưng mà người dân người ta gọi là chợ. Nghe đồn á là ở đây gọi là thiên đường của Hồ Bích Trâm. Thanh đang rung. Sợ quá. Dạ? Tại vì vô thiên đường của Hồ Bích Trâm hả? Đúng rồi, vô thiên đường của Hồ Bích Trâm sợ quá. Hello mọi người, chúng ta đã bắt đầu vô chợ rồi. Cụ không thấy khả thi mấy sao với chợ trước. Tại giờ này sớm á. Giờ này trễ quá. Đi chợ là thường là 10 giờ người ta mới đi. Giờ này mấy giờ rồi? Chị thiệt, chị có bị lộn không? Không. Ở quê là 6 giờ ta đã đi chợ rồi chị ơi. Ở quê nào chứ, ở quê của mình á là... Chị về quê của chị ở đi. Bây giờ cá nữa, thêm một chậu cá nữa nha, cho hỏi. Ở đây đi chợ lúc mấy giờ? Sáng sớm. Sáng 7-8 giờ. Đây đi chợ sáng sớm nữa. Ở miền Trung mới là tầm... Ở chỗ nào có trái cây, trái ơ đồ ha? Đi sao đi, mấy cưng thích đeo bông tai nào? Siêu chị siêu chịu đeo bông tai gì? Chị biết bé này không? Đây. Đây. Chán quá, nhục quá à. Gì mà phải hỏi vậy luôn. Chị ơi, cho em hỏi ở đây người dân đi chợ là khoảng mấy giờ? Là 5 giờ sáng. Để chỗ trái cây nào, chợ bán cá bán ơ rồi rồi. Trời ơi, quên tên hả? Hồ gì? Tên gì mà một cái... Đúng rồi! Yeah! Vậy à... Ở đây là 1, 2, 3, 4 người. Thiệt luôn. Giờ cô nói là mình muốn ăn trái cây là mình đi vòng vòng từ dưới kia vòng kia. Ở ngoài trẻ quá chừng luôn nha. Đóng phim dễ thương dễ sợ luôn. Dạ, chị thích cái phim nào chị? Nhiều phim lắm. Nhiều phim lắm à. Vậy là mấy ông nội quay phim chị à, phải lên án mấy ông nội đó quay sao mà để em lên phim mặt đúng không? Không phải, tức là em ở trên phim em rất là đẹp luôn mà tự nhiên nữa. Nhưng mà để ở ngoài thì trẻ hơn ở trong phim luôn. Dạ. Chứ ở trong phim vẫn dễ thương rất là. Lời nguyên. Dạ. Cô có đang coi phim Gia đình là số 1 không cô? Con á, cô có coi mấy cái clip của em vui. Cô tên con tên gì cô? Cô Hồ Bích Trâm kìa, thấy chưa? Hồ Bích Trâm kìa. Tại con phim nhiều lắm biết hả? Cô biết tên con không cô? Hồ Bích Trâm hả? Thấy chưa? Hồ Bích Trâm nè. Hai chục rồi chị ơi. Mọi người. Chị có phim em không? Có. Em tên gì vậy? Hồ Bích Trâm. Cô có coi phim con không? Con tên gì vậy? Hồ Bích Trâm quá. Hồ Bích Trâm có biết sò luôn kìa. Chào mọi người. Chị có coi phim em không? Chị có coi phim em không? Nope. Có gì hả? Sao vậy vậy? Thôi bây giờ mình nói tên thôi. Thôi. Ngại. Chị có coi phim em không chị? Chưa coi. À, dạ không sao đâu chị. Dạ không sao đâu chị. Cảm ơn mọi người. Con coi phim của cô đóng không? Nope. Ơi, chụp hình nè chị đây. Căng quá à. Ở rồi, người đẹp nào mất keo đâu rồi? Xin móc điện thoại cho em mượn đi chị. Xin thôi, mở mạng hết lên rồi. Có coi phim em không? Trời ơi, u lai đi đồ nữa. Rồi.
chị luôn. Chị chưa có kêu tên em á, em tên gì vậy? Em tên Diễn Chi. Không, em tên gì nè em? Chị tên Hồ Bích Trâm. Em biết chị không? Tên gì? Hồ Bích Trâm. Trời ơi, cái trời có bao nhiêu thôi. Chị ơi, trời ơi, chị hai ba con mà chụp cá đi. Thôi vô vô vô. Không nè. Giờ đang em cầm cho nè mấy chị. Chụp cho nè. Đó. Chị có coi phim em không? Rồi. Vô hai mẹ không hả? Chị biết em không? Biết. Tên em tên gì? Hồ Bích Tâm. Thấy chưa? Trời em chỉ cần gọi tên em thôi. 2 3 rồi lần nữa nha. Ồ, khoan đã lu đã. Cái áp này khó quá ha. 1 2 3. Khoan lại bé nhắm mắt rồi. 1 2 3. Ok. Rồi. À vậy hả? Dạ mọi người nhớ mở kênh HTV 7 vào thứ hai đến thứ năm hàng tuần lúc 19:55 để xem Chiếu Gia Đình là số 1. Hết rồi. Bây giờ là Chiếu Gia Đình là số 1 phần 3. Dạ, Hồ Bích Trâm cũng có đấu luôn. Có không? Dạ đúng rồi, có đấu luôn. Rồi, bye bye mọi người nha. 30 người, 30 người. Còn 20 người nữa căng quá. Cô biết rồi. Mình có đang mình có ngồi đi ra trái cây không? Trời ơi, ngồi đây đẹp quá. Ngồi nó kia, nó người đó. Đâu? Cô đâu? Thế nói chị. Em tên gì? Hồ Bích Trâm không? Thấy dạ. Đúng rồi. Em vui quá, em lên được đẹp số 31 quá. Rồi. Chị quay kia chị, em tên gì chị? Gặp rất quý rồi. Dạ, cảm ơn chị. Đây nè, cô mới gọi Hồ Bích Trâm nè. Dạ. Rồi. À, quay chương trình của bên Colorman dưới đây nè. Đó, chú Colorman với Xuân Dừa đang ở dưới đây. Dạ, đi ra em đây đi nha. Wow. Trời ơi, tốt quá, đây nè, trái cây. Trái cây đảo quá mọi người ơi. Trời ơi, cái chợ này nó nói dài tới lên kia luôn á. Ủa bây giờ muốn không vòng ngược lại cái chợ này phía bên đây một lần nữa là đủ luôn rồi đó, thiệt. Cái cây bên đây đi. Đi cho đẹp nè, cây chậu quê đẹp quá. Ừ. Nhưng mà ở đây không khả thi bằng trong chợ. Trong chợ mới đây mới khả thi. Trời ơi. Hồ Bích Trâm đúng không? Đúng rồi. Cái gì con? Mới coi gì con? Bẻ trái bắp, về quê bẻ trái bắp á. À mới về quê, vợ con về quê bẻ trái bắp đúng không? Cảm ơn cô nhiều nha. Chúc cô mua bay bán đất nha. Hồ Bích Trâm nè. Cô có coi phim không cô? Hả? Cô coi phim con không? Trời, con biết mòn mắt luôn á. Con tên gì? Hả? Con tên gì cô biết không? Hai. Con tên gì cô biết không? Cô tên gì? Hỏi cô tên gì? Không gì đó, Tùng Huyên đó, hiểu không con gì? Bà tên gì? Cổ à, ý là con tên gì nè, con coi con tên gì á. Ừ, không nhớ nè. Không Khuyên đâu. Không nhớ nè. Nhớ đi, rồi. Nhớ thử đi. Không Khuyên đóng cho coi lùng quá đây cao dữ hả? Để chứ đóng đừng coi hắn lùng. Ừ. Con tên gì? Hồ Bích Trâm. Hồ Bích Trâm, cô đó Hồ Bích Trâm rồi. Tôi cán ghê luôn á. Ê, nói chứ ngoài cao ghê á. Dạ, cảm ơn cô. Thôi gọi tên cho đi thì con sẽ mua. Con đang chơi thử thách mà. Có coi phim con không cô? Có phim con rất nhiều luôn kìa. Có phim con rất nhiều mà không nhớ tên hả? Trời ơi buồn ghê luôn. Cô coi phim bán dừa hả cô? Không có nhớ nhiều. Dạ không sao đâu cô. Thì nó biết con chứ không có nhớ tên nhiều. Nó biết con. Dạ trời ơi. Có phe TikTok luôn kìa. Rồi thôi con cảm ơn các mọi người nha. Để con đi một vòng đi, con quay lại con mua chè. Trời ơi chè nhiều quá vậy. Cái cây này nó kìa. Có chứ, mày có đá chứ. Dạ. Gọi tên em kìa. Dạ, cô có coi phim con không cô? Có. Cô có coi cái phim con không? Dạ, chị có.
Có luôn á chưa. Dạ. Mới đi tới rồi, những hình ảnh đi tới kìa. Đó, nhưng mà cái clip về quê nữa. Dạ, cảm ơn cô. Tên gì cô? Tên gì? Không, 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 không. Yeah. Đó, thấy chưa? 37 cô ơi, tên gì cô? Ủa Bích Chám, con nhắc rồi. Chị ơi, chị sợ tôi hay gì vậy? Con cô này nữa nè. Tụi con đang chơi thử thách. Cho nên là bả sợ bả thua cho nên bả cứ hỏi bài. 38 rồi nha con. Nha mọi người. Đây. Đã là 12 đội 38 giờ là 38 còn 12 người nữa thôi. Chị này phải đem cái loa theo quá. Đây chợ này nắng quá chị ơi. Mình phải đi vô bên trong chợ mới vui. Bên trong đó ở trên rồi. Để giới thiệu sơ sơ về chợ đi. Bên sông là có rất là nhiều trái cây tươi và ngon luôn nha. Hồi nãy mình sang, còn bây giờ mình phải đi làm nhiệm vụ của mình ở sông đó. Hồi sáng giờ chưa được ăn gì luôn á, chỉ để chờ nguyên team này mời mình ăn thôi mà cao. Mình cho thời gian đi chứ không nó đi cả ngày luôn là hết giờ là mình phải mời. Nãy giờ hai người cho thêm 5 phút được không chị? Được, ok 5 phút. Bây giờ là 10 giờ 07 nha mọi người. Bây giờ này thử thách phải chạy luôn không còn đi nữa. Chạy vô chợ cho nó chắc. Tôi nhận 5 phút nữa nha. Trời ơi, cảm giác hành, bị hành xác quá nè. Chán quá. Trời ơi. Thôi tôi chấp nhận tôi thua. Mình phải đi vô chợ thôi mọi người ơi. Có cái đường này vô chợ. Mệt quá. Mấy phút rồi, mấy phút rồi? Một phút trôi qua nhé chị. Một phút trôi qua rồi hả? Mình phải đi cho nó nào. Cái gì cô, nãy cô rồi. Con ơi, cô kêu gọi nguyên chợ giùm con đi con sắp thua rồi. Ôi, chị ơi, con tin YouTube. Ôi, con dạ, dạ, dạ. Chào cô. Cô nhớ tên con không? Mới coi nhớ 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 lẹ 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 con sắp dạ đúng rồi cô yeah trời ơi coi clip của con thấy thương quá dạ. mẹ tính thấy được phỏng nó không mới coi sáng kia nhổ gì đó dạ. Đầu cảm ơn cô nhiều nha con mới quăng nghẻ vô luôn á dạ con mới quăng nghẻ vô là con đi Bánh Tre luôn rồi con hiếu quá em có phim chị không? Dạ. Em biết tên chị không? Dạ biết. Tên gì? Dạ biết chị Hồ Bích Trâm. Yeah. Dạ. Dạ. Hai con đi đóng phim này hả? Dạ con đang quay chương trình ở dưới. Con đang quay chương trình dưới đây. Còn chín người coi trời con sắp xếp xe to. Con tên gì cô? Hồ Bích Trâm tên chi? Yeah Hồ Bích Trâm rồi. Tại quên tên đừng buồn nha. Dạ không sao cô. Clip của con gì lắm. Để con đi quay thử thách đã. Con sắp thua rồi. Yeah, coi chị ơi, biết em không chị? Biết, họ biết Trâm. Cô coi phim Việt Nam quá. Cô dạ. Coi phim rồi, cô biết tên con không? Mới nói. Hình như là Hồ Bích Trâm. Đốc gì mới coi đây mới nè. Ở phim đó tên gì nè? Không nhớ luôn. Nhớ cô quá trời luôn. Cô tả đi con kể cho. Thôi xin gì sao? Hai người nữa nha. Còn 7 người, còn 7 người, con vòng 5 phút thôi à. Con đi cái nha cô. Dạ. Cái gì còn 2 phút rưỡi hả? Alo. Trời ơi, buồn quá à. Chị có coi phim em không? Có quen dữ hả? Có coi phim em không? Có. Có coi phim em không chị? Chị có hay coi phim Việt Nam không? Chị nhớ tên em không? Yeah, ba người rồi. Chị em tên gì chị? Hồ Bích Trâm. Yeah. Dạ dạ, em để em quay thử thách cái rồi em quay lại liền. Còn 5 người nữa hả? Nhiều vậy? 2 phút mà. Chị có coi phim em không chị? Có, mấy chị mà nãy chị đi nghe là thấy biết rồi. Vậy hả? Em tên gì? Dạ, cảm ơn chị nha. 4 người nữa chết tôi rồi. Bốn người.
cố lên, cố lên, thôi chết tôi rồi, tôi chết tôi rồi. Thôi xong rồi, ở đây thấy không phải nghi rồi. Chết tôi rồi, chết tôi rồi. Chết tôi rồi. Lên trên, lên trên. Còn có một phút rồi. Quên cái rồi. Chết rồi, bắn quá rồi. Bởi vậy chết rồi. Trên đây vắng lắm mọi người ơi. Bay cái phút nữa. Trời ơi, đi thôi, 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 thôi. Ồ, cô có coi phim con không? Có. Con tên gì cô nhớ không cô? Dạ. Tên gì? Cái gì quên rồi. Cái gì? Cái Lê. Yeah. Yeah, cảm ơn cô. Cô ơi, cô có coi phim con không cô? Có. Cô nhớ con tên gì không cô? Lẹ lẹ con sắp tua rồi nè. Khoan. Một chữ thôi. Con tên gì? Quê quận ngỡ nè. Có phim Việt Nam coi nhiều lắm. Có phim Việt Nam nhớ. Phan đi, phan để từ từ để nhớ. Lẹ lẹ mọi người ơi. Tôi sắp hết giờ rồi. Chơi tụi chơi đi. Bốn người đúng không? Bốn người hết giờ. Ôi gì kì vậy? Bốn người. Hết giờ rồi. Ba người. Hết giờ rồi. Người. Ủa, em có coi phim chị không? Chị tên gì? Chị Trâm. Đó. Nè. Trời ơi, ngoài chị dễ thương quá à. Ngoài chị đẹp gái quá rồi luôn á. Không, con là Hồ Bích Trâm, không phải Võ Hạ Trâm rồi. Hồ Bích Trâm. Rồi, một người. Rồi, cảm ơn mọi người, chạy đi. Ca sĩ chốc coi. Bây giờ con còn em và mấy cái mấy người nữa, nhẹ lên. Cô con tên gì cô? Tên Nhã. Con kìa. Tên thiệt. Thôi, không biết tên gì. Không, nói đi, con đi. Con đi tới nơi rồi. Trâm. Chị Trâm đúng không? Hồ Bích Trâm đúng không? Dạ. Bích Trâm. Trời ơi. Cảm ơn mày chậm tắt. Cô kìa. Ôi khoan, để tao bỏ vợ xuống. Trời ơi. Quên, xin lỗi với chồng kìa nè. 1, 2, 3, cười. Quá đẹp. Rồi em vô luôn đi. Rồi. Để nè. Vô. Cho em chấm mình luôn. 2, tối em chị. 1, 2, 3. Cộng sáng trừng à. 2, 3. Chụp không? Chụp không? Phút vô chồng cái thôi. Rồi, chụp cái. Cảm ơn em nha, đang chạy nãy giờ thục mạng đây. Chạy đi đâu nè, chạy này nè, nó ái bọt cái gì. Chụp luôn đây cái gì chứ. Chụp cảm ơn chị. Ủa, cảm ơn mọi người. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Rồi, ok, đã hết giờ rồi và Hồ Bích Trâm đã là nói chung là kết quả là ngoài cái yêu bà yêu cầu đề ra là 50 người, hiện tại giờ là 55 người đúng không? Ủa vậy nãy giờ. Nhưng mà chia buồn với Hồ Bích Trâm là đã hết giờ rồi. Đó. Hết giờ có con ở người 50 vậy bộ. Phải có thời gian để mình thử thách. Hết giờ rồi và Hồ Bích Trâm bắt buộc phải mời cả team ăn sáng. Sao? Oh yeah. Ủa sao giống em như em bị gà vậy trời. Bộ cho mấy bà này đi bộ gì? Đúng rồi. Bao luôn cho rồi đi hả? Khỏi chạy. Biết vậy nãy bao luôn cho rồi. Rồi. Chán ghê luôn á. Thôi, đi đi buồn bã đi. Đi xuống mọi người ơi. Cha mẹ đâu mà để con gái quá à. Dạ con cảm ơn cô. Mệt quá à. Mấy bà này bắt hành quá à. Quay một tim kìa. Đi thi thử thách mà mệt quá. Thấy ủng hộ cho Hồ Bích Trâm đó hả? Ừ, 50 người chạy mệt ghê luôn. Chạy quá trời chạy luôn. Đúng rồi, nhưng mà tại vì thời gian gấp quá. Đó mình quên mất, mình chạy xuống đây là nhanh là được rồi. Ở đây quá trời người nè. Ừ, ai cũng biết luôn. Dạ. Bye bye, mình sẽ đi đi ăn thôi. Ủa, em. Chạy thôi. Em ở đây có gì ăn ngon nữa? Không, cái gì ở đây gì ăn mà dở nhất á. Để chị mời mấy bà này. Giờ giấc trưa hả? Giấc trưa có gì ăn ngon? Giấc trưa không có gì ăn. Còn gì đâu. Ở sáng thì có nhiều nhưng mà không, giờ sáng, bữa giờ đóng cửa nghỉ hết rồi. Thế hả? Giờ này chỉ có ăn chè với ăn trái cây thôi đúng không? Không, mà thật ra ở Bến Tre mình có gì đặc sản nữa? Tối thì chị đi lường ngay chỗ hẻm Thống Nhất á, trên đầu công viên á, chị vô trỏng chị ăn hủ tiếu pate.
Hủ tiếu Ba Tê hôm đó em chú Coleman có về đây em cũng có live stream, em cũng có vô nấu á mà không có vô trong đó, chị vô trong đó thử đi. Ở đây là hôm nay có bán không? Giờ 3 giờ chiều mới bán chị. 3 giờ chiều. Ở trên đầu tượng đài á, đầu công viên á. Giờ ở đây giờ này đâu có gì ăn đâu hả? Giờ này hả chị, lên Trưng Ký ăn cơm đi chị ơi. Trưng Ký hả? Dạ. Là chuyên cơm trưa. Dạ đúng ở rồi. Đâu ở đâu? Ở trên đường quốc lộ, hôm đó chú Coleman thấy Phương vừa rồi cũng có lên đó quay về đây quay một lần ăn trên đó. À Trưng Ký hả? Dạ Trưng Ký 1 rồi đó. À, đó rồi thì rồi. Ok cảm ơn mọi người nha. Dạ, bye bye. Bye bye.